Bioga có thành phần chính là chủng lợi khuẩn, được phân lập từ sữa mẹ và được FDA Hoa Kỳ đánh giá là an toàn cấp cao nhất, dùng được cho mọi đối tượng và không gây phụ thuộc. Khi sử dụng Bioga cho bé thì điều đầu tiên đó chính là con ít gặp vấn đề về tiêu hóa, ít ốm vặt và khi bị ốm thì cũng sẽ khỏi nhanh hơn, và điều quan trọng nhất đó chính là đề kháng của bé tăng lên rất nhiều. Điều thứ hai đó chính là được nghiên cứu lâm sàng tin cậy, bởi vì sản phẩm này được dùng cho các con mà vấn đề về sức khỏe nữa, nên là phải tìm những cái sản phẩm được nghiên cứu tốt nhất, chính xác nhất, bởi vì như vậy thì các con sẽ có một sức khỏe tốt hơn và an toàn hơn. Hiện nay có rất ít men vi sinh được chứng nhận lâm sàng, nên so với vấn đề này thì Bioga A ưu thế hơn hẳn. Điều thứ ba đó chính là được review từ hàng triệu người, và hầu như tất cả bạn bè và người thân xung quanh của gia đình Sara đều đã sử dụng Bioga cho các bé, và mọi người khen rất là nhiều, nên là từ đó gia đình Sara đã tìm hiểu về Bioga và đã tin tưởng sử dụng cho Mickey và Jerry đến tận ngày hôm nay. Và đó chính là ba điều về Bioga mà gia đình Sara đã tin tưởng và sử dụng, và mọi người hãy cùng tìm hiểu và sử dụng cho các con của mình nhé. Các câu hỏi thường gặp khi sử dụng Bioga đó chính là có thể sử dụng được hàng ngày và thường xuyên hay không? Thì trước đây thì Sara dùng Bioga cho Mickey và Jerry ngay từ khi sinh ra. Và sau đây là những trải nghiệm và thực tế của Sara khi mà sử dụng Bioga cho Mickey và Jerry. Và bây giờ mình sẽ kể cho mọi người cùng biết nhé. Thứ nhất, vì sao dùng Bioga hàng ngày là an toàn? Bioga được phân lập từ sữa mẹ và có chủng lợi khuẩn, cho nên các bé ngay từ khi sinh ra đã có thể sử dụng Bioga được rồi và không hề gây một chút bất lợi nào về sức khỏe nhé. Chính vì vậy, Bioga chính là men vi sinh an toàn hàng đầu để sử dụng cho tất cả mọi người. Mình sẽ để một số link nghiên cứu Bioga sử dụng lâu dài để cho các mẹ cùng tham khảo nhé. Đặc biệt một cái hay nữa của Bioga đó chính là các em bé từ khi sinh ra mà sử dụng Bioga thì sẽ không khóc dạ đề, ít nôn chớ và ít bệnh vặt, cho nên ba mẹ sẽ đỡ vất vả hơn khi chăm em bé. Và điều này được Hội Nhi khoa châu Âu khuyến cáo, cho nên rất là uy tín nha. Mình có để thêm một vài nghiên cứu về vấn đề tính an toàn và hiệu quả của Bioga khi sử dụng thường xuyên, các mẹ hãy tham khảo nha. Ba điểm khác biệt của men vi sinh Bioga đã chinh phục gia đình Sara để sử dụng cho các bé như thế nào? Thứ nhất, Bioga bổ sung lợi khuẩn có nguồn gốc từ sữa mẹ, là chủng lợi khuẩn độc quyền trên thế giới, chỉ có duy nhất trong Bioga. Nghe đến sữa mẹ là đã thấy an toàn và lành tính rồi, cho nên khi biết làm Bioga có nguồn gốc từ sữa mẹ nên là đã cho ngay vào danh sách ưu tiên. Thêm nữa, chủng của Bioga là chủng độc quyền, chỉ có trong Bioga mà không có trong bất cứ sản phẩm men vi sinh nào khác trên toàn thế giới. Thứ ba, Bioga là một nhãn hàng nổi tiếng, đã quen mặt với tất cả các gia đình đang nuôi con, không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Và với ba lý do này thì đã khiến cho gia đình Sara đồng hành cùng với Bioga từ khi Mickey và Jerry sinh ra cho đến bây giờ. Và kể cả bây giờ đi du lịch bất cứ đâu cũng mang theo một em Bioga này để sử dụng cho cả nhà. Để cho mình có một cái bụng tốt này, đi du lịch thật là thoải mái để vui chơi khám phá.